Ví dụ số 1. Một nguồn sóng trên mặt nước dao động với tần số F bằng 50 Hz. Biết vận tốc truyền sóng là 1 mét trên giây, hãy tính bước sóng và khoảng cách của 5 gợn sóng liên tiếp trên cùng một phía so với nguồn. Nhớ, trên cùng một phía so với nguồn nhé. Nào, ta có V này bằng 1 mét trên giây chưa? Rồi, ta sẽ tính toán nào. Tính bước sóng, ta nhớ công thức tính bước sóng nhé. Bước sóng của thầy lambda được tính bằng V nhân T hay bằng V chia F. Chúng ta nhớ ngay cho thầy hai khái niệm về bước sóng. Đó là gì ạ? Là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ, đúng nhỉ? Hoặc là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng. Ba yếu tố cần nhớ đó nhé. Rồi, đây là V này là V sóng, các bạn chú ý nhé. V sóng được không các em? Rồi, giờ các em chỉ phải thay số thôi. V của thầy, V truyền sóng là 1 mét trên giây. Thầy đổi ra cm là 100 cm. Chia cho F là 50 Hz. 50 Hz thì cái này bằng 2 này là cm. Bước sóng lambda bằng 2 cm, được không ạ? Thứ hai, tính khoảng cách của 5 gợn sóng liên tiếp trên cùng một phía so với nguồn. Thì đây, các em nhớ thầy nhé. Đây này, thầy vẽ cho dễ nhìn nhé. Đây, đây là một gợn sóng, đây là một gợn sóng. Thì hai gợn sóng này luôn luôn cách nhau một khoảng cách là lambda. Được chưa các em? Như vậy thì 5 gợn sóng liên tiếp thì sẽ có mấy khoảng lambda này ạ? 4 lambda. Đấy, nhớ nhá, D của thầy sẽ bằng 4 lambda. Rồi, lambda của thầy bằng 2, như vậy 4 nhân 2 bằng 8 cm. 5 ngọn gợn sóng, 5 ngón tay này có 4 khoảng cách này chưa? Đấy, nhớ ngay nhá. Đấy, 5 gợn sóng sẽ 4 lambda. Được chưa các em? Vậy thì với ví dụ một này thầy cần các em ghi nhớ khoảng cách giữa hai đỉnh sóng hoặc hai gợn sóng liên tiếp đúng bằng một bước sóng. Nhớ nhé, đây ạ. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng hoặc hai gợn sóng liên tiếp đúng bằng một bước sóng. Nhớ là phải liên tiếp nhá. Ok chưa các em? Đó, ví dụ một đã xong.